Yo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Non Lá Creative của mình. Và cũng đã lâu rồi mình chưa ra một video nào hướng dẫn các tips mọi người, các hiệu ứng ở trong khi dựng phim bằng phần mềm Adobe Premiere. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái hiệu ứng này mình tạm gọi là hiệu ứng đóng băng hình ảnh và giới thiệu nhân vật. Thì như mọi người vừa xem qua cái một chút rồi đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn nhá, để không mất thời gian của mọi người. Ok, let's go. Vâng, và đây là phần mềm của chúng ta. Thì như các bạn thấy là mình đang có một video quay một bạn nữ này. Video này mình quay khá lâu rồi. Các bạn bấm phím C và chọn ở cái điểm mà mình muốn dừng nhá. Các bạn bấm phím C này và cắt nó ra này. Tiếp theo các bạn cứ chuột phải vào và chọn phần Add Frame Hold, phần giữ hình ảnh. Rồi các bạn nhân đôi nó lên này, bấm phím A nhân đôi lên nhá. Tiếp theo các bạn chọn vào layer bên trên và chọn tạo cho nó một cái mask. Các bạn dùng công cụ Pen Tool này, mở rộng lên để xem cho dễ này. Rồi các bạn cắt từng tí một nhá. Cái này phần này mình hướng dẫn thì mình sẽ cắt nhanh, còn các bạn thì cứ làm bình tĩnh thôi, làm càng kỹ càng đẹp. Các bạn lỗi thì có thể cắt chuột Z lại nhá. Rồi mình sẽ tua nhanh này. Phần này mọi người cắt càng kỹ càng đẹp nhá. Rồi sau khi chúng ta cắt được hết thì các bạn có thể bấm xuống layer bên dưới và các bạn cho thu nhỏ lại cho nhìn nó dễ này. Rồi các bạn tắt mắt ở layer dưới đấy, các bạn có thể thấy mình đã cắt xong này. Rồi các bạn chọn layer bên dưới và phần effect các bạn chọn blur, Gaussian blur nhé. Các bạn chọn Gaussian blur và cho xuống layer thứ hạ bên dưới cùng. Rồi các bạn tăng cái phần blur lên này đấy, để phần background chúng ta sẽ mờ đi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo keyframe. Ở đây mình muốn là cái background này nó sẽ là từ to thu xuống nhỏ. Các bạn có thể chọn 115 này. Rồi tiếp theo các bạn chọn tạo cho mình một cái keyframe. Keyframe này là đầu tiên luôn. Rồi tiếp theo các bạn kéo ra cái phần các bạn muốn sử dụng đến đấy. Rồi keyframe tiếp theo chúng ta cho nó về vị trí ban đầu là 100. Ở keyframe đầu tiên các bạn chọn easy out, keyframe thứ hai các bạn chọn easy in. Rồi các bạn lại chọn ở layer bên trên. Ở layer bên trên thì mình muốn nó phóng to ra, thì tức là ở keyframe đầu tiên nó sẽ là 100, còn keyframe tiếp theo sẽ là 115. Đấy các bạn có thể thấy background thì thu nhỏ lại mà nhân vật thì phóng to lên. Các bạn có thể hiểu như thế nó dễ hiểu. Rồi tiếp theo các bạn chọn layer bên dưới và mình muốn cho nó tắt hết màu đi, để cho rõ chủ thể của chúng ta, rõ nhân vật của chúng ta. Các bạn cho nó về đen trắng nhá. Tiếp theo các bạn đưa một cái hình này vào. Hình này nó giống như cái brush ấy, cái vết bút. Các bạn mình sẽ để cái này ở dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi các bạn phóng to nó lên này, và phần scale phóng to nó lên. Phóng to lên và di chuyển nó theo đúng ý. Tiếp theo mình sẽ viết chữ. Mình có thể là giới thiệu tên nhân vật chẳng hạn, nhưng ở đây mình tạm để nó là model đi. Bạn nữ này là mẫu đi, mình viết chữ model đi. Rồi các bạn sang bên phần effect control và chọn vào text này, phần chữ text này. Các bạn chọn phông chữ, đổi phông chữ sao cho phù hợp và phông chữ các bạn thích. À, các bạn chọn bôi đen vào nhé, bôi đen vào xong rồi chọn phông chữ này. Rồi, tiếp theo mình sẽ phóng to nó lên và giãn cách cái khoảng cách của chữ để cho nó đều. À, các bạn đưa cái chữ và hình xuống dưới nhân vật nhé, như thế mình sẽ đẹp hơn. Các bạn có thể để bên cạnh nhân vật hoặc là để bên trên, bên dưới thì tùy, nhưng mà mình muốn là nhân vật sẽ che mất một phần của chữ. Mình đang giới thiệu qua các bạn để các bạn có thể hình dung ra thôi. Các bạn có thể sắp xếp đâu tùy theo bố cục các bạn muốn để. Đã lâu rồi mình không làm video hướng dẫn nên các bạn ủng hộ mình bằng cách là bấm vào nút đăng ký và like. Nếu các bạn muốn góp ý gì thì cứ comment ở phía dưới để mình có thể mình làm video chất lượng hơn. Rồi các bạn có thể thấy là chúng ta đã có một cái background nhân vật đã di chuyển. Bây giờ nhưng mà mình muốn là
cái vết bút kia nó sẽ đi từ trái sang phải, nó sẽ giống như kiểu là mình có một đường vẹt từ trái sang phải ấy. Thì bây giờ các bạn tạo cho nó một cái mask, các bạn sang effect control này đấy, chọn và phần opacity các bạn chọn nó một cái mask, các bạn keyframe nó nhá. Keyframe ở keyframe đầu tiên các bạn sẽ là đưa nó về từ đằng sau, từ bên ngoài, rồi sang keyframe tiếp theo các bạn sẽ mở rộng sang bên phía bên phải. Và mình thấy nó hơi lâu, mình sẽ thu ngắn lại cái keyframe lại. Có thể là mình nói hơi nhanh và mình làm hơi nhanh, nhưng mà các bạn có thể tạm dừng video hoặc là để video ở dạng chậm để xem nhé. Vì mình không muốn là mọi người xem quá lâu mất tập trung, nên mọi người cố gắng. Rồi ở phần chữ mình cũng muốn là nó sẽ di chuyển từ trái sang phải. Mình sẽ tạo một keyframe ở phần position. Keyframe đầu tiên mình sẽ kéo nó ra bên ngoài, và keyframe tiếp theo sẽ là về vị trí giữa. Đó, các bạn có thể thấy. Ở đây các bạn chọn Bezier. Ok, vậy là chúng ta đã có hiệu ứng. Các bạn cùng xem lại nhé. À quên mất, chúng ta trước khi xem lại chúng ta sẽ chỉnh màu trước này. Mình tạo một adjustment layer và sau đó mình sẽ chọn nó một cái loss. Loss, cái loss thì đúng hơn. Mọi người nhớ like cho mình nhá. Ok, loss này được này. Lên phần basic correction mình sẽ chỉnh thêm một số thông số là ok. Cái loss này mình khá ưng ý, để một thời gian nữa mình nếu mà các bạn thích cái lớp này thì mình sẽ gửi tặng các bạn ở những video tiếp theo. Rồi các bạn có thể xem qua sản phẩm. Ok, và vậy là vừa xong mình đã giới thiệu cho mọi người hiệu ứng giới thiệu nhân vật, và hy vọng mọi người thích cái hiệu ứng này. Và chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau học hỏi thêm kinh nghiệm quay phim và dựng phim. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và hy vọng mọi người nếu mà thấy hay, hãy cho mình một like. Và có ý kiến gì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Ok, và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye, chào mọi người.